Chưa bao giờ ngành dịch vụ nhà hàng lại có thể kiếm tiền dễ dàng đến như vậy. Cách thức nhanh nhất để trở nên thành công trong lĩnh vực này chưa chắc đã nằm ở khẩu vị món ăn được tạo ra, mà món ăn đấy phải trông như thế nào trong mỗi bức ảnh. Và đây là niềm tự hào của một nhà hàng burger tại Mỹ. Một cốc sữa lắc nhiều màu sắc có thể mê hoặc khách hàng. Mọi người cứ mãi chụp ảnh món ăn này mãi thôi. Điều đó thôi thúc chúng tôi phải tập trung phát triển hơn nữa sự xuất hiện của các món ăn trong nhà hàng trên nền tảng mạng xã hội như là Instagram. Không phải nhà hàng nào cũng biết cách tìm ra góc đẹp của món ăn mình làm ra. Thế nên, sự giúp sức đến từ các công ty chuyên về thiết kế là điều cần thiết. Chúng tôi đã giúp thiết kế mọi thứ trong nhà hàng này, từ thực đơn thức ăn, gói đựng đường, gia vị, đến những đồ vật nhỏ nhất. Chỉ vài tháng sau khi nhà hàng mở cửa, chúng tôi liên tục thấy khách hàng chụp ảnh trải nghiệm thưởng thức đồ ăn tại nhà hàng với những vật dụng được đầu tư thiết kế như gói đường hay cốc uống nước. Instagram quả thực là một nhân tố có sức ảnh hưởng lớn đối với công việc kinh doanh của một doanh nghiệp. Theo trang đánh giá xếp hạng nhà hàng Zagat, có tới 75% người dùng cho biết họ lựa chọn một nhà hàng chỉ dựa vào những bức ảnh trên mạng xã hội. 60% thừa nhận họ thường xuyên tìm kiếm các địa chỉ ăn uống trên này. Tuy nhiên, phần lớn những món ăn gây sốt mạng xã hội được cho rằng không ngon như kỳ vọng. Tôi cho rằng dù món ăn trông phải đẹp, hấp dẫn như thế nào đi chăng nữa thì yếu tố quyết định sống còn vẫn phải là hương vị của món ăn đấy phải ngon. Nếu không chẳng khác nào là nhà hàng đó lừa dối khách hàng cả. Và khách hàng sẽ chẳng bao giờ quay lại lần thứ hai để ăn món đẹp đẽ đó đâu. Vậy thì chẳng lâu mà nhà hàng đó sẽ sập tiệm mất. Từ việc phải đầu tư trong giai đoạn nấu nướng ban đầu cho đến việc xây dựng nên cả một chiến lược quảng bá, phát tán ảnh lên mạng xã hội. Có thể nói, phía sau mỗi một món ăn phổ biến là cả một nghệ thuật sắp đặt.